Hi guys, welcome to lờiảihay.com. Our lesson today is lesson 2 of unit 2, school. Cô xin chào các em, chào mừng các em đến với lờiiảihay.com. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng đến với bài học số 2 của unit 2 với chủ đề về trường học. Phần học ngày hôm nay sẽ là phần New Words, từ mới. Activity A, circle the correct definitions for the underlined words. Listen and repeat. Khoanh chọn định nghĩa đúng của từ được gạch dưới, sau đó nghe và lặp lại. Chúng ta cùng đến với câu đầu tiên. Number 1, câu ví dụ. I don't like playing outside when it's cold and raining. I like doing indoor activities like playing video games. Tôi không thích chơi ngoài trời khi trời lạnh và mưa. Tôi thích thực hiện các hoạt động trong nhà như chơi trò chơi điện tử. Chúng ta có từ gạch chân cần được tìm hiểu định nghĩa là từ indoor activities, hoạt động trong nhà. Định nghĩa đầu tiên câu A, things people do in a building, những việc mà mọi người làm trong nhà. Câu B, things people do on a computer, những việc mà mọi người làm trên máy tính. Vậy thì định nghĩa đúng sẽ là câu A. Tương tự chúng ta có number 2, we watch people act in movies, theater plays and TV shows. Chúng tôi xem mọi người đóng phim, kịch sân khấu và chương trình truyền hình. Từ gạch chân cần tìm hiểu định nghĩa là từ art, đóng phim. Chúng ta cùng tìm hiểu câu A, make money, làm ra tiền. B, perform a role or part for an audience, thực hiện một vai diễn hoặc một phần cho khán giả xem. Vậy thì cô sẽ chọn câu định nghĩa là câu B. Number 3, to be in the school play Romeo and Juliet, you need to join the drama club. Để tham gia vở kịch Romeo và Juliet của trường, bạn cần tham gia câu lạc bộ kịch. Từ chúng ta cần tìm hiểu định nghĩa là từ drama club, câu lạc bộ kịch. Chúng ta câu đầu tiên. Câu A, this group performs plays in front of other people, nhóm biểu diễn vở kịch trước mặt những người khác. Câu B, this group likes painting and drawing, nhóm thích hội họa và vẽ. Vậy thì câu định nghĩa đúng sẽ là câu A. Number 4, to join the club, sign up on the notice board, add your class and phone number too. Để tham gia một câu lạc bộ, hãy đăng ký trên bảng thông báo, thêm lớp học và số điện thoại của bạn. Chúng ta cùng tìm hiểu định nghĩa của từ sign up. Câu A, read a sign, đọc một dấu hiệu. Câu B, add your name to a list, thêm tên của bạn vào danh sách. Vậy thì cô sẽ chọn câu B là định nghĩa đúng của từ sign up. Next, number 5. In the summer, I love doing outdoor activities like football and cycling. Vào mùa hè, tôi thích tham gia các hoạt động ngoài trời như bóng đá và đạp xe. Định nghĩa của từ outdoor activities là A, team sports, đội thể thao. B, things you do outside. Vậy thì cô sẽ chọn B, những điều mà bạn làm ngoài trời. Number 6, I enjoy doing arts and crafts. I make presents for my family like t-shirts and necklace. Tôi thích làm nghệ thuật và thủ công. Tôi làm những món quà cho gia đình như áo phông và vòng cổ. Vậy thì định nghĩa của nghệ thuật và thủ công sẽ là A, beautiful and or useful objects made at home, đồ vật đẹp và hoặc hữu ích được làm ở nhà. Or copy, visiting museums and art shows, thăm các viện bảo tàng và các buổi biểu diễn nghệ thuật. Cô sẽ chọn câu A là định nghĩa của từ arts and crafts. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe và lặp lại. Unit 2, school. Lesson 2, track 22, new words. Listen and repeat. 1. Indoor activities. 2. Act. 3. Drama club. 4. Sign up. 5. Outdoor activities. 6. Arts and crafts. Chúng ta cùng đến với hoạt động tiếp theo của phần New Words. Activity B. Draw the table. Add any activities you can think of to the correct columns.
Yêu cầu của hoạt động này là chúng ta sẽ vẽ bản này vào vở, sau đó điền vào bất kỳ hoạt động nào mà em nghĩ đến vào cột thích hợp. Chúng ta có cột đầu tiên là indoor activities, hoạt động trong nhà, và cột thứ hai outdoor activities, hoạt động ngoài trời. Chúng ta có ví dụ của cột indoor activities, hoạt động trong nhà là arts and crafts, thủ công mỹ nghệ. Rồi ở đây cô sẽ gợi ý cho các em một số hoạt động để điền vào bảng nhé. Ở cột indoor activities, hoạt động trong nhà, cô có thêm arranging flowers, cắm hoa, playing chess, chơi cờ vua, acting, diễn xuất, singing and dance, ca hát và nhảy múa. Ở cột outdoor activities, hoạt động ngoài trời, cô có riding a bike, đạp xe, climbing mountain, leo núi, painting, tắm nắng, flying kites, thả diều, hiking, đi bộ đường dài. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Thanks a lot for your watching. Have a nice day. Cảm ơn các em đã theo dõi. Chúc các em có ngày học tập thật hiệu quả với lời dạy hay.com. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các bài giảng tiếp theo nhé.